Kính thưa toàn thể vị và đón tiếp chương trình, lên xin mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của soạn giả Nguyên Thảo, lớp trích đoạn trong vở tuồng cải lương được mang tên Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Và với lớp trích đoạn này, xin mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Kim Thoa và Nguyễn Văn Lên. Quê mình chung đại ca, quê mình ơi, em hờn trách đại ca lắm phải không em? Chung đại ca, quê mình, đại ca đã chọn cho mình một con đường. Đại ca, con đường gì? Nghĩa là đại ca đã chọn cho mình một con đường duy nhân để tạo cho người yêu mình được hạnh phúc trăm năm, cho nàng yên tâm mà cất bước theo chồng, không oán hờn đại ca vì đã tạo ra lắm cảnh đoạn trường. Không, anh không thể nào bỏ rơi em trên đoạn đường lắm gian. Ngày tháng qua đi rồi sẽ được quên dần, rồi sẽ không còn gì nhắc nhở nữa đâu. Khi cát bụi đã chôn vùi, một cuộc đời đã ngủ yên. Lời của đại ca sao nghe buồn dịu dời, mình không thành duyên nỡ thì tin hẹn lại kiếp sau cho tình nghĩa được vuông tròn. Xin hãy cho tôi mang niềm mơ mơ sao cùng, xin hãy cho tôi tạo dựng một thiên đường bên kia thế giới để chờ ngày gặp gỡ với người yêu. Kẻ chết cô đơn vẫn thường thấy mộng mị, tự an ủi mình trong giấc ngủ tiếng tu. Và ta ngồi đây sẽ phải chết một mình giữa sa mạc khô khan hay đồng hoa cỏ cháy. Quê mình ơi, điều đó có thể xảy ra cho đại ca, và tất cả là do trời định xuống. Không một dung đại ca, dù cho chúng ta có phải xa nhau mỗi đứa một nơi, mỗi người một ngã, nhưng em vẫn cầu mong cùng thương thank you.
sống mãi với thời gian. Nếu như mai mốt này mặt đất vắng anh thì cho em có ở một phương trời nào em cũng khổ. Nhớ thương anh em sẽ khóc từng đêm một vì tội của mình đã cho gây. Đại ca, trời ơi, tại sao đại ca không cầu xin điều gì ca? Tại sao đại ca không hiểu nổi đến khổ quê mình? Quê mình, chuyện ta làm chỉ một mình ta biết. Quê mình đừng buồn khi chưa hiểu lòng của ta. Đã bao năm chung sống tuổi dài khờ, đối với quê mình ta chắc chịu từng kỷ niệm. Những kỷ niệm xưa đại ca đã đốt rồi trong ảo tường, thì em chỉ còn những thời gian qua đã chiết mòn tuổi ngọc, định mệnh tạo ra bao cay đắng cuộc đời. Tùy theo từng số kiếp con người, để đến giờ này em khóc thần lẻ loi như chim bay một mình giữa trời. Trong bóng tối đêm dài chờ qua hết một ngày. Lời của em sao nghe buồn dịu dời như uy trách hờn đại ca. Từ lâu em biết thân em dùng về sau xí thì làm sao sánh được với người ta má đỏ môi hồng. Cho nên em cúi mặt làm thinh mà khóc chuyện thầm thầm. Đêm từng đêm nặng gối đầu trên đêm giấc ngủ chập chờn bao mộng mị buồn đau. Cơn gió nào không nghe lên cao khua hàng cây đổ lá chuyện non xào xạc. Em thức giấc như màn đêm hồ bông tối, nghe tiếng lũ chim xa vừa vô cánh bay về. Quê mình ơi đừng nói nữa, chỉ khiến cho đại ca thêm buồn. Chỉ có một mình em buồn thôi, chứ đại ca làm sao buồn được khi đại ca cầu xin và đại hạng ban cho đại ca một gia nhân tuyệt sắc. Quê mình ơi, làm sao em hiểu được lòng anh khi anh cầu xin người bạn cho một gia nhân tuyệt sắc. Anh đâu thể đóng vai trò hèn
lòng yêu. Đó chẳng qua là anh muốn hy sinh để cha nàng về với người chồng chưa cưới. Mai một ngày người ta sẽ cử hành hôn lễ, thầy anh còn chi đâu mà ưa đòi. Tình xưa ghép lại từ đây, người về đất đông muộn này sao dơi. Thương mây hùng hốt bóng người, chợt nghe tiếng hàng lưng trời kêu thương. Tắt tiếng trời, tiếng tắt trời. Sao mình lại mở tắt tiếng?